thanh niên liên minh thì rất mê chơi game cho tinh thần thoải mái, nhưng người yêu lại không chơi. Nhiều lần chẳng bận cày nốt rank làm nàng đợi chàng đến trễ, rồi chàng lại phải cố dỗ dành nàng. Nàng message rồi phone call, chàng in game sao trả lời. Cứ nhắm đúng lúc căng thẳng combat, anh biết phải làm sao. Nàng thắc mắc vì sao anh chơi liên minh mê đến vậy. Nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu vì sao tò mò vào chơi. Nàng bao rằng mình cùng liên minh, chàng mừng dậy nàng cầm support. Vì chàng là một AD carry, cần cả team sức lực. Em chơi Sona, anh Varus, mình cùng đập trụ rồi bắn lính. Và rồi dần dần nàng hiểu vì sao anh lại hay thất hẹn. Anh giờ gánh tìm gánh nàng, em cùng chơi để yêu chàng. Yêu nhau hơn rất nhiều. Hôm nay Valentine nhớ ra đi chơi Sona chắc nàng thích. Tặng quà cho người mình yêu. Phục trang cực đẹp hiệu ứng hay, vô game thăng hoa thăng dễ ngay. Người yêu ơi anh sẽ luôn. Đứng bên cạnh anh nhé, anh sẽ bảo vệ em. Chàng đứng bắn, nàng bốc mau, địch phí đông, có xa gì. Ánh mắt lấp lánh khi anh và em gần kề bên nhau. Đôi khi giận hơn thật phú vơ, em không chơi game lại thấy nhớ. Anh lại vào tặng một quà xinh xinh, em sẽ quên hết mà. Từng ngày rõ ràng cùng liên minh, mình lại được chủ rồi bắn lính. Nhiều điều tuyệt vời bên nhau, ta càng thêm nhớ nhau. Anh giờ gánh tìm gần nàng, em cùng chơi để yêu chàng. Anh và em nay hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn rất nhiều. Yêu nàng thật sự trước cảm thông, hãy cố gắng hiểu chàng nhé. Dẫu có những lúc anh hay muộn giờ, em sẽ bỏ qua. Dù rằng chàng nhiều khi mải chơi, nhưng không nên quên chuyện cuộc sống. Yêu nhau bên nhau ta sẽ cùng nhau đi đến trọn đời. Đôi khi giận hơn thật phú vơ, em không chơi game lại thấy nhớ. Anh lại vào tặng một quà xinh xinh, em sẽ quên hết mà. Từng ngày rõ ràng cùng liên minh, mình lại được chủ rồi bắn lính. Cùng em nhiều điều tuyệt vời bên nhau, ta càng thêm nhớ nhau. Anh giờ gánh tìm gánh đời, em cũng chơi để yêu chàng. Anh và em nay yêu nhau hơn, yêu nhau hơn. Từng ngày rõ ràng cùng liên minh, mình lại được chung rồi bắn.